Khi nuôi pitbull, chúng ta sẽ cần vòng cổ, bộ dây xích và dây dắt. Vòng cổ thì cần phải cái loại chắc chắn. Dây xích thì nó bao gồm là phải có cái xoay khóa an toàn. Rồi cái xích cũng phải cứng cáp bền. Đó là đủ bộ xích. Sau đó là dây dắt thì chúng ta không cần phải mua ngoài, có thể sử dụng dây dù. Sau đó chúng ta sẽ cột với cái bộ móc khóa theo kiểu như thế này. Với những cái nút thắt như thế này thì đảm bảo sẽ không bị tuột khi chúng ta dắt chó pitbull ra ngoài đường. Thì đây là đủ bộ để mà chúng ta sử dụng khi chúng ta nuôi chó pitbull.